这样玩家庭的话，他们可以选择其他一些卡，比如说墓园啊，还有炮筒，其实炮筒打那个家具也挺好打的。对，双方的数据也是非常的接近啊 ，KK 是略超过六成，而 AU 是59点几，也是基本上是六成。Đây là cái bài phân tích mà khi mà các player họ nhìn lại thì họ sẽ biết được là player nào chuyên sử dụng những cái deck chậm hay deck nhanh. Tổng Eli phân tích rất kỹ càng, có rất nhiều thông số để nói đến đây. Ok, và chúng ta sẽ đi vào game thứ 2. Ở UK, KK, anh bao lâu nữa, phải tầm 30 phút nữa mới xong. Không biết Nova mượn AQK bao lâu, chắc là mùa thôi. Mùa sau còn biết là còn game nữa không mà để đánh. Vẫn là Balloon, KK vẫn chơi Balloon. Cái Balloon ở deck này nó chính là có con Lumberjack và Muscati. Nhưng mà deck này có một cái điều đó là nó sẽ thua cái deck có con có Graveyard. Một con Barbarian hay quá. Kịp thời. Đây là phiên bản có Lumberjack. Muscati không chỉ. AUK trong cái bài này thì bắt bài rồi, bởi vì là trong bài này là anh ta sử dụng mấy hai con Skeleton Dragon. Cái deck của KK thì anh ta lại không có spell to mà anh ta Dragon Dragon không phải là Balloon. Không phải Balloon. Psycho. Hai cái deck này cứ xem nhau. Nó xem về cách đánh đấy, xem về cách cycle luôn. Fireball. Quá nhiều thứ đây có thể câu được Fireball. Tuy nhiên một Muscati ở trong cái turn này sẽ là hợp lý. Fireball. Rất nhiều đam đến từ con Goblin Burrow. Không kịp. Em hơi chậm. Đây là matchup, mirror matchup. Nhưng bên này có Lock, bên kia có Barbarian. Barbarian sẽ có lợi thế hơn. Thì Barbarian không được. Lock sẽ có lợi thế hơn. Không được. Barbarian sẽ có lợi thế hơn bởi vì vì lý này này. Cái deck, hai cái deck này nó sẽ nó gì nhỉ? Nó câu được Fireball nhiều. Toàn những con câu Fireball rồi, vì vậy là Lock thì cũng không cần hợp lý một chút nào. Barbarian sẽ lợi thế hơn. Ngay từ ban đầu mình nghĩ Get Clay á, được. Rồi nói chuyện cho vui. Sẽ dùng Fireball ở bên trái, đúng rồi, hợp lý. Ê, AUK đánh kiểu gì vậy? Anh đang cố gắng công cả hạ công phía bên kia còn lại nhưng mà trận như thế nào đây? Rồi, xoáy rất tốt. Tuy nhiên anh ta không có cách nào có thể giết được một con Muscat. Bar một hit Muscat ở hướng. Rất nhiều đam đến từ Muscat. Nộp lên cách đâu. Chặn được Royal Dragon trong đợt. Đây là thời điểm mà công Royal Dragon cuối cùng vẫn có một hit của con Royal Dragon. Fireball đâu. Goblin Cake.
恭喜 AU。哇 ，AU 也是，他这个火球下的是非常好。该跟挂。把你当王以前是玩三个三枪。对。总算是 level get to ban 了 ，get to do set high。枪九枪。疯狂的下。开心开心。睇冇跟 map。满屏幕都是枪。这里是 MOBA 的主持啊，带了 MOBA 的合照。是。昨天有一位是只签了力量哥和单王的这个签名照，被捕捉到了，这名选手可能要被 AU 小钢炮小陈封杀了。那要赶紧是今天要补一回，对，赶紧再来一次补全这个签名。Snap very king, let's go。双方都是不下牌吗？单王来了，总算是单王这边好像也像他们一样。Thôi, dùng sớm mà gặp Dark Goblin Fireball rồi. Chắc là sử dụng Barbarian. Hunter Barbarian hợp lý, Barbarian mắc lỗi rồi. Nếu quấn hảo, ta có thể phán đoán cho nội trợ họ.Trận tiếp theo mà nó công nhanh nữa thì đúng là deck của Địch Kình xoay tít mù. Liệu rằng là Rat anh ta sử dụng Fireball hay là Rocket đây? Hay là một cái deck bait đơn thuần chỉ có Lock và 2 Win Collection? Nếu mà có deck đấy mà 2 Win Collection không thôi thì thực sự mà không có spell to thì Rat sẽ thua.Fire Bone, oh Hunter đã. Fire Bone đã Goblin không? Không. Lúc may là con Fisherman nó kéo con này về phía bên trái luôn. Hợp lý. Thế cuối cùng không phải Princess. Có Dark Goblin và Bomb Bomb Tower. Thì Fireball, đúng rồi. Tích đó 6k, cúp lên tục gặp. Dark Goblin. Fireball là không đủ.Ba con sườn hơi chậm. Đi kinh anh ta bắt bài của Goblin Barrel bằng Barbarian quá tệ. Không phải tệ mà quá tệ nhưng mình bị. Hai turn vừa rồi mình thấy anh ta toàn bắt trượt. Và anh ta đặt một cái pha con Hunter phía sau. Ôi giời ơi, anh ta nên thả một con Barbarian để cho chém con Dark Goblin. Mình gọi. Gu của mình là gu béo béo một tí. Dark Goblin làm việc quá tốt, xoay quá nhanh. Giá anh ta rất cơ lưu. Ăn cái game này quá. Bắt ta đây anh em. Quá tệ. Hunter sẽ dùng để defend Skeleton. Đúng rồi, đặt được. Đó, nó phải nằm ở đấy đấy. Rồi, Fireball, đây là thời điểm Fireball. Chắc không cứu được rồi. Rồi, Heal Spirit mà đấy, hợp tốt, thủ rất tốt. Fireball cho Bomb Tower thì thực sự nó lại. Thực sự là Heal Spirit đẩy đi, Heal Spirit rất nhiều đẹp. Ở
So đánh bây giờ quá nhanh rồi. Thằng tớ đâu? Đây là thời điểm mà Royal Zion xuất hiện. Cục xúc phải đáy. Phil Philip nhảy lên. Một hit. What the f***. Là Marian, không đủ rồi. Ở đây nó sẽ 5 bone cuối cùng. 5 bone, GG, well play. Mình cần phải xem lại cái pha đẩy quân hay quá của đi tin. Anh ta đẩy quân trong cái tuần vừa rồi quá nhanh. Hai con Royal Zion. Tốt, có lý do chân đánh thôi. À, nếu mà có 1 vs 1. Nhưng mà đối đầu với Muji là... Nếu mà với Muji King là Muji. Người chơi có tỷ lệ thắng cao. Phong độ ngày hôm qua 5-0 quá easy. Minor I see web jab à? Must get the fireball hay không? Không, đây là Goblin, hình như là mấy con mình ăn lại. Bàn kỳ, Remy đấy. Em nhớ rồi, phần Kim Vi Muji bao giờ. Remy A, Rocket, đây là Minor Rocket, Tornado, Bomb Tower, Remy A đấy. Remy Ellie. Tornado. Ôi giời ơi, Tornado fail rồi. Đi kinh trận này là thua chắc rồi. Anh tiếp kinh tower fail, cả hai bên đều fail. Cả hai bên đều fail. Muji lần đầu tiên sử dụng Tornado. Vì vậy là anh ta không... không đủ Eli để có thể chặn một dùng thả ra phá của con Goblin Cake rất nhiều đam. Vừa tắm cái cho mát à. Ok, sweep. No way. Vừa tắm à? Mình mới chết. Poison cho tuần này cũng được. Poison. Ủa, còn sớm quá. Goblin cake. Dùng Tornado là không hợp lý một chút nào. Dùng Tornado để sử dụng cho Baby Dragon là hợp lý hơn. Tuy nhiên thì cái deck của Muji anh ta, deck của Remy Ellie thì anh ta lại không thể fan được. Rocket Time. Perfect. Quá cục sụp. Poison. Miner sẽ dùng. Muji anh ta đang hơi cuống. Đừng quên là một turn của web giáp thôi thì có thể lật ngược lấy cờ rất nhanh. Một, cần phải hai rocket nữa thì mới xong được Miner. Goblin cake. Oh.
Luigi know you the same deck role. Yes, you think Remy A deck. It's the deck. No! Poison time! Minor để lên, tornado! Không kịp! Rocket time! Rocket time! Rocket time! Rocket time! Oh! Congratulations, Phonos and Remy Ali! Yeah, your deck very, very good. Congratulations, Muzi! Ok, bye anh em.